Cái này, cái món này cũng như là dạng như là đặc sản của miền Tây á. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị các bạn. Thì hôm nay em đi trên cái tuyến đường mà từ Long Xuyên đi xuống Cần Thơ đó, thì tới cái khu vực mà địa phận của quận Thốt Nốt đó, thì em thấy có một chiếc xe bán đồ nướng mà rất là đặc biệt, đó là bán cá lau kiến, có cá lau kiến nướng và cá lau kiến luộc luôn. Đây nè, thì chiếc xe đồ nướng anh trai này cũng đang chuẩn bị cho một cái buổi bán của mình, đang mới đốt than xong nè quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái thùng cá lau kiến. Ồ, có trứng luôn hả anh? Ồ, ở trong là mình ướp xả. Xả với hành. Hành hả? Xả với hành hả? Có nêm thêm gia vị cho nó. À, nêm thêm gia vị ha. Cái này là mình kêu bằng nướng mỏi hay sao? Hấp dẫn quá ha. Dạ, kiểu như dạng như mình ướp xả vậy đó ha. Dạ. Ồ, một ngày là anh bán 3 thùng vậy hả? 2 thùng hả anh? 2 thùng hả? Còn thùng bên trong là thùng gì? Bên trong là thùng nước đá. 2 thùng này tầm khoảng nhiêu ký anh? 2 thùng này 35 ký. 35 ký ha. Đây, em đang lên cá nè quý cô chú. Cá được ăn bằng sạch hết ha. Rồi mổ bụng. Để xả hành, nó có cả trứng của nó nữa nha. Rồi quấn lại bằng mấy cái con kẽm. Ồ, mới để lên nghe thơm liền cả. Để lên là thơm liền ha anh. Cái này là một con anh thường bán nhiêu? Con lớn nhất là 50 ngàn, nhỏ nhất là nhiêu anh? Lớn nhất là 20. Một con lớn nhất là 50, một con nhỏ nhất là 20 ha. Rất là hấp dẫn luôn nè, biết không chú anh chị. Trứng nó trào ra ngoài luôn kìa. Lần nhất phải chục con hả? Chín hai chục con tới đây rồi. Thôi, không, tới đó là ha. Cái này nướng khoảng mấy phút là thịt cá chín rồi? 20 phút. Này là mình đã làm sẵn ở nhà hết trơn luôn đó ha. Chỉ đem ra bán thôi. Rồi, đứng đây rất là thơm luôn nè. Anh bán đây lâu chưa anh? Khoảng gần 3 tháng rồi đó. Ồ, mới bán 3 tháng nay thôi hả? Ngày nào cũng có bán. Cậu khoảng mấy giờ là anh ra anh bán rồi? 1 giờ 1 mấy. 1 giờ 1 mấy hả? Khoảng tầm mấy giờ là hết anh? 6 giờ 6 rưỡi á. 6 rưỡi hết ha. Đây là thuộc địa phận quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ nha quý cô chú anh chị các bạn. Cái này, cái món này cũng như là dạng như là đặc sản của miền Tây á. Dưới gió là rất là thơm luôn. Ngoài bán cá lau kiến nướng ra anh còn bán thêm gì không? Dạ không anh, đặc biệt là em nướng cá thì chú bán nướng thôi. Chỉ bán cá lau kiến nướng thôi ha. Cái phụ thêm nữa mà là hết kìa. Dạ. Có gì thêm nữa? Cũng có cá trê. À, cá trê nữa hả? Cá trê vàng nhưng mà là không kịp rồi thôi, không có ấy luôn. Ở quê chỉ làm ăn thôi, còn năm hôm nay là đem lên phố em gặp để bán cho bà. Ngày nào anh cũng bán hay sao? Dạ. Ngày nào anh cũng bán, có nghỉ ngày nào không? Không nghỉ ngày nào á. Dạ. Ở gần nhà thì ở gần cận đây thì không có thì em mới qua bên Cầu Lãnh. Dạ. Tại vì mình lấy mối không à. Dạ. Ngày nào cũng có bán. Anh chài đội đón lá đẹp quá nha. Cái món này là món đặc sản mà. Cái này mình chấm với gì anh? Chấm muối ớt á anh. Muối ớt đâm hay là muối ớt mình làm? Thay cũng có mà đâm cũng có, hai thứ ai thích gì anh ấy à. Một cái là nguyên thủy tự nhiên, một cái là mình chế biến thêm ha. Dạ. Mình thích mình ăn là mình cho hai bọc cũng ăn gì ạ? Dạ. Ồ, mới để lên đây là vàng rồi ha.
cũng mau quá anh ha. Khoảng tầm khoảng 20 phút rồi mới có chín mới dùng được. Dạ. Là một mặt gì là 10 phút ha. Dạ. Trứng cá lầu kiến trào ra ngoài luôn nè quý cô chú anh chị các bạn. Hôm nãy nói bán một con này là nhiêu? Một con bự nhất là 50, con bự nhất 50. Con con khoảng tầm cứ 3 cái ngưỡng thì đó là 50. Để lên nó còn 3 tí trở lại thì 30, 40. Là tùy theo kích cỡ của con cá bự nhỏ mà mình có cái giá khác nhau hay anh? Đây là mình học của ai hay là tự mình chế ra anh? Tự chế ra anh. Tự chế ra hả? Này cũng không có ai mà học. Thường là em thấy mấy cái món ăn mà dân dã miền Tây đó thường người ta cũng cá lau kiến mà luộc xả với cá lau kiến mà nướng xả rồi đó cũng có mà ít thấy ai bán. Thì hôm nay cũng tình cờ đi trên đường á gặp anh bán thấy cũng lạ lạ. Ồ cái đó là anh rưới thêm gì ạ? Rưới nước mắm với nước mình nêm sẵn đó. Dạ. Nó thấm vô con cá nó ngon. Dạ. Ăn cái chỗ này dạ. Cái lưng rồi nó ngon quá. À, tôi bí quyết ha. Với cái con cá này là anh có bao nhiêu loại nước chấm lận? Ba loại nước chấm này. Ba loại nước chấm hả? Nước chấm gì vậy? Nước chấm gì? Nước chấm là muối ớt mình ngâm bình thường. Dạ. Còn nước chấm này là để mà là cái gì cái chút á, lá chút á, cái chút rồi với sữa. Để chung vô mình xay. Rồi dưới gì nữa? Đường một ngõ thì khi không ba loại nước chấm là nước muối ớt bình thường với gì với gì? Nhưng riêng nước sốt nó sốt mình quay nè. Quay sẵn là gì chanh hay á chanh nó nặng chung với mình quay. Đây hả cái này là cái hũ nước chấm mà của anh nói là anh làm đó hả? Dạ. Với muối ớt ha, với muối ớt muối chanh ha. Muối ớt chanh ha. Dạ. Cái đó nó lún gà nè bị ăn. Trứng nó nhiều quá, trứng nó bự quá đó. Cá lóc kiến là trứng nhiều nhất. Dính trứng xuống dĩ luôn quý vị. Dính trứng cá xuống dĩ luôn. Khi nào mình đứng hết cái mấy con xuống tới đây không? Đó là hàng mình để lại. Mình để con cá bên đây hả? Trơn luôn. Rau mà nó kẹp rồi nó lấy không? Không lấy cá. Cái này mình có ăn kèm dưới gì không anh? Hay là mình chỉ là bán con cá thôi? Có rau gì không? Có rau găm á. Rau găm với muối ớt. Mình là ăn chung với rau găm với muối ớt thôi ha. Dạ. Ăn cái khác nữa không? Không có đúng đó, không ngon. Thường là một ngày anh bán cỡ khoảng bao nhiêu ký? Bán 45 ký trở lại. 45 ký trở lại. Thôi bây giờ chín rồi cái mình gỡ những cọng dây chì ra ha. Nhiều
khi cái trứng nó chín lên một vài ở trong nó không chịu chín lấy ra mình nướng thêm là bề ha, mình chở bề cái trứng lại ha. Giờ anh mở ra hả? Dạ, giờ mở ra anh. Gần chín là mình phải mở ra. Gần chín mình mở ra, mình canh gần chín mình mở ra, mình để vô lại. Nó mới được nguyên cái trứng mà nó chín nữa. Dạ. Rồi thì nãy giờ em cũng review một cái chiếc xe đẩy ở trên cái tuyến đường mà từ Long Xuyên tới thành phố Cần Thơ đó quý cô chú anh chị bạn. Chiếc xe đẩy này nằm ở quận Thốt Nốt nha. Thì bây giờ em có kêu ra hai con cá nè, em đi chung với ông anh. Thì một con như vậy đó là anh chủ bán có giá là 30.000, hai con là 60. Này cũng xe to nha quý cô chú anh chị các bạn. Ở phía bên trong có trứng kìa. Trời ơi, trứng nó muốn tràn ra ngoài luôn nè. Trời ơi, mang để em dễ ra. Trời ơi, bây giờ cứng ngắt rồi sao quấy đây. Rồi không. Trời ơi, nó dễ khắc à quý cô chú anh chị các bạn. Đó. Đó bây giờ nó dễ rồi. Dễ lắm, cho kiến nướng xong dễ thịt lắm. Rất dễ thịt luôn. Đó, trời ơi, văng văng trứng ra ngoài luôn rồi. Trứng cá lầu kiến nè. Bốc khói luôn, trời ơi. Trời ơi, phía trong anh để xả rất là nhiều luôn nè. Còn cái thịt cá lau kiến thì màu trắng. Bây giờ để em dùng thử một miếng. Đây trứng nè, cái này là nước chấm của anh tự làm nhà. Có hai nước chấm, mình muốn chấm nào chấm. Chấm nước này hoặc là muối ớt. Muối ớt hạnh. Mình chấm thử cái này cái coi. Cái phần trứng rất là bùi luôn. Đây khi nào mình bẻ cái nói chung là mình ăn cá lau kiến là phải dùng tay bẻ cái này ra, bẻ cái da ra đây nè. Cái phần thịt của con cá lau kiến nè quý cô chú anh chị các bạn. Rất là thơm luôn. Bây giờ mình phải dùng tay ăn nó mới ngon. Rất là nóng luôn nha. Chấm vô đây. Rất là dai luôn. Phần bên đây á là cứng nè. Trời ơi,